2013, một chiếc xe 8 năm tuổi, lăn bánh 7,5 vạn. Thì còn lại gì sau 8 năm, khi mà thời điểm 2013 chủ nhân chiếc xe này mua thì gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Ở thời điểm đó thì cũng chỉ được xe chỉ được trang bị đèn halogen thôi, nhưng cũng có đèn projector rồi, và cái đèn LED định vị ban ngày này là đèn LED chứ không phải là đèn halogen nhé. Thậm chí ở thời điểm đó nhiều chiếc xe còn không có đèn định vị ban ngày. Rồi về phần thân xe đi, gương là gương tự gương điện, gương gập điện, cũng nhiều option so với thời kỳ đấy. Thì cũng ở thời điểm đó thì là còn đang bé này, đó, gương tự động. Rồi đến phần đuôi xe, mình cực kỳ ấn tượng với thiết kế ở năm 2013 mà cái cụm đèn này này. Tuy tất nhiên là nó vẫn là halogen, nhưng cái cụm đèn ở bên dưới này nó là đèn LED mà nó lại chia nhỏ ra từng ô. Mà thiết kế sau này có thể là được nói là học hỏi của Audi ấy. Mà đến khi mà Cerato do Thượng Hải, cho Trường Hải lắp ráp ấy, thì Cerato đến, mình nhớ không nhầm, đến 2019 thì mới bắt đầu thay đổi cái cụm đèn này và đẹp hơn được cái cụm đèn K3. Chứ Cerato từ 2015 đến 2018 ấy, thì cái cụm đèn sau này còn xấu hơn cả chiếc K3 2013 này. Đó, cụm đèn này khá là đẹp. Rồi cam sau, cái này là cam theo xe nhé, không phải cam nắp thêm đâu. Đó, cái bấm. Đó. Thì ngoại thất của chiếc xe thì mình chỉ giới thiệu đến anh em một thế thôi, bởi vì là xe cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình để ý thấy đấy, 8 năm các chi tiết nhựa rồi sơn rồi các độ liền mạch này này vẫn còn rất chi là khít, chứ không có độ cong vênh như cái thời điểm đấy mà nhiều người bảo là xe Hàn rồi thế này thế nọ, không thể bằng xe Nhật, rồi nhanh xuống cấp đấy. Sau 8 năm tuổi mình nhìn đến bây giờ vẫn cái đẹp. Form xe này vẫn còn đẹp, vẫn cực kỳ đẹp. Nó chứ nó không bị so với xe Nhật đi, thời kỳ đấy là người mua xe Nhật với xe Hàn thì người xe Hàn hay bị chê. Thì thực so với cái form xe Nhật 8 năm trước, nó có đẹp được như bây giờ không? Các bạn thử tìm ở cái thời điểm đấy là Antit đi. Antit là cùng phân khúc, mình nhớ loanh quanh đâu đấy 1 tỷ đấy, 8 năm trước là 1 tỷ. Thì chiếc Antit 8 năm trước nhìn lại so với bây giờ, các bạn thử tìm xem nó có được như bây giờ không. Em mình chỉ đánh giá phần ngoại thất thế thôi. Bây giờ đi vào trong xe nhé, đi vào phần nội thất xe đi. Thì một chiếc xe 8 năm tuổi, lăn bánh 7,5 vạn. Thì như các bạn thấy đây. Chi tiết nhựa mềm vẫn không hề có dấu hiệu hỏng hóc hay nổ hay bong gì. Rồi đến cái bệ tì tay, 8 năm rồi, 8 năm trước mà có cái bệ tì tay bằng da, bây giờ vẫn rất chi là mềm. Rồi các chi tiết nhựa ở đây, các bạn có thể các phím bấm này là sử dụng rất nhiều nhưng vẫn độ mới. Rồi độ đàn hồi vẫn cửa vẫn còn auto một chạm. Rồi ở trên cái chiếc vô lăng này đi, là một trong những cái chi tiết sử dụng cực kỳ nhiều luôn. Thì về độ mòn theo thời gian thì mình không nói, nhưng như các phím bấm này các bạn có thể thấy đây, 85 không hề có sự xuống cấp nhiều lắm, vẫn còn mới, độ đàn hồi vẫn còn đây, các bạn có thể nhìn đấy, nghe tiếng bấm vẫn còn bấm này tách tách. Và cái vô lăng này nếu mà cho mình nhận xét ở thời điểm này 2020 thì cái vô lăng này vẫn được gọi là đẹp so với nhiều chiếc xe khác, chứ không phải là ấy, bởi vì làm sao nó được trang bị thêm cái lẫy chuyển số này này, khá thích. Rồi ở thời điểm đấy, đây đèn tự động, đây các bạn có thể thấy đèn tự động. Bây giờ cũng vẫn nhiều xe không có ạ. 8 năm trước xe Hàn nhiều option để làm gì, rồi nhiều option bị chê là dễ hỏng rồi dễ xuống cấp, nhưng mà sau 8 năm tuổi thì mình thấy nó có xuống cấp đâu. Hay như tính năng Cruise Control, mình nói rồi, mình cực kỳ yêu thích cái tính năng này, nên là ở trên chiếc xe nào có là đã yêu một phần rồi. Đó, 8 năm trước thì mà đã có tính năng rồi, mà đến bây giờ là 2020, ở phân khúc này thì mình không nói nha, nhưng nhiều chiếc xe ở phân khúc dưới hơn một chút nhưng giá tiền cũng gọi là tương đối, không được trang bị, xong về sau người dân rồi nhiều kênh review lớn họ nói đến, thì bây giờ nó mới lại là một trong những cái tính năng được các hãng xe đưa vào để thu hút khách hàng. Mà
mà trong khi 8 năm trước đã có rồi. Rồi đây, đến cái màn hình giải trí này đi, trung tâm giải trí này. Điều hòa độc lập hai vùng tự động. Điều hòa tự động nhé, hai vùng độc lập luôn. Cái này còn hơn cả chiếc xe Trung Quốc mình đang sử dụng, mà trong khi nổi xe Trung Quốc nổi tiếng là nhiều option. Xe Trung Quốc của mình nhá cũng tự động rồi, không nói, nhưng không có hai vùng độc lập đâu, nó chỉ có tự động thôi chứ không có hai vùng đây. Hai vùng độc lập. Nhưng mà trên chiếc xe này thì là ở 8 năm trước cái việc sử dụng đĩa DVD nó là chuyện hết sức bình thường thì mình không dám nói đến. Nhưng cái màn hình này này, cái màn hình này các bạn nhìn nhé. Đấy. Nó phản hồi khá là chậm. Nó không được mượt mà lắm. Rồi các tính năng nó cũng ít đi. Thì đến cái tầm này rồi ấy thì nếu mà sử dụng mà thì chúng ta có thể khắc phục bằng cách thay bằng màn Android. Thì đến như xe Trung Quốc của mình, cái màn nó to đùng nhưng cũng dùng chả dùng được vào việc gì thì thôi không nói đến. Nhưng mà trèo lên chiếc xe này thì cái khu vực cần số này này, khu vực sử dụng nhiều nhất từ việc mình sử dụng cần số đến các chi tiết xung quanh đây là mình thường xuyên sờ đến, thì là 8 năm rồi thì không thể tránh khỏi. Nhưng các bạn có nhìn ra này, đấy vẫn còn này, đây mình kéo cho các bạn xem này. Đấy, hãng còn chắc chắn nguyên si đó. 8 năm trước anh chị chủ xe bảo khi mua vấp phải khá nhiều ý kiến từ gia đình bạn bè. Thắc mắc là sao lại quyết định mua một chiếc xe Hàn mà không phải mua xe Nhật, vì là mua xe Hàn thì ở cái thời điểm đấy nó cũng mới vào thị trường Việt Nam, cũng được đánh giá gọi như rất chi là mơ hồ, rồi nhiều option làm gì, nhiều thiết bị điện làm gì thì chỉ để hay xảy ra lỗi vặt. Nhưng mà theo chia sẻ của anh chị ấy, thì trong quá trình sử dụng 8 năm ngoài những cái va quẹt nhẹ xung quanh xe thì và đi bảo dưỡng thì cũng chả hóng hóc gì. Còn những cái gì nó đến định kỳ thay thế, phải thay thế thì là thay thế thôi. Đó. Bây giờ chúng ta đến mục vận hành đi. Ở phần đánh giá vận hành chiếc xe thì mình nhận xét chiếc xe này khá là ồn. Thực sự không phải là khá ồn mà nó rất ồn. Khi mà mới trèo lên chiếc xe đi một đoạn đầu ấy thì cả hai vợ chồng mình đều bảo là đi như thế này nếu mà đi đường dài đi nhiều thì sẽ đau đầu, vì là cái tiếng vọng từ lốp lên ấy rất là lớn. Đi sau cái khoảng thời gian mình đi, mình trải nghiệm xe, mình đi các cung đường ấy thì đến bây giờ mới quen thì mới thấy nó nhỏ đi, chứ nếu mà ban đầu trèo lên thì thấy tiếng lốp vọng lên rất là lớn. Thì lúc đấy mình cứ tưởng là do chiếc xe này đã trải qua thời gian là 8 năm tuổi và vận hành là 7 vạn rưỡi, thì mình cứ nghĩ là chủ xe anh chị không thay lốp. Thì nhưng mà không phải, vừa mình có xuống nhìn thì là lốp hãng còn mới lắm, mình sờ thì lốp còn mới nguyên. Lốp mới nguyên thì chứng tỏ là chiếc lốp bộ lốp là mới thay thôi, chắc cũng chỉ trong khoảng năm nay thôi, vì là mình nhìn cái độ mòn của lốp ấy thì không đáng kể. Đó, thì đi cao tốc thì tiếng lốp vọng lên, rồi tiếng động cơ vọng vào, hay là cơ bản như là cái tiếng gió này, tiếng gió ở phía cột A này này, ngay như bây giờ đi chậm nên mình đi ở vận tốc có 30 cây số một giờ nhưng mình nghe rõ cái tiếng gió ấy, nó ù. Đây là mình đang đi ở biển nhé, nó cũng có tiếng gió, rồi tiếng lốp vọng lên. Và trong quá trình vận hành thì mình thấy treo của chiếc xe này, treo cả treo trước và treo sau đều khá là cứng. Khi đi qua gờ giảm tốc hay đi qua những cái đi vào những cái chỗ sóc ấy thì nó dội, nó phản hồi trực tiếp lên cái vị trí mình ngồi hay là bên ghế phụ này, nó cứng, nó là cái treo cứng chứ nó bị cứng. Thì mình cũng không biết là do vận hành lâu thì cái treo lâu ngày nó kém đi nhiều, nó cứng hay là ngay từ đầu nó đã thế. Thì ồn đó. Về đấy, còn đâu về khả năng tăng tốc hay vận hành thì đây là một chiếc xe 1.6 có hơn 100 mã thôi thì cũng không yêu cầu quá nhiều về khả năng tăng tốc rồi. Thì mình đi nếu mà ở mức độ sử dụng gia đình thì mình nghĩ nó đáp ứng đủ tốt cho nhu cầu sử dụng trong gia đình. Thì về mức tiêu hao nhiên liệu ấy thì đây là một chiếc xe hạng C, phân khúc hạng C. Thì mình thấy đây như trên bản táp lô ấy nó hiện thì là anh chị chủ xe nhé đi khá là ít, 8 năm mà có 7,5 vạn thì khá là ít. Thì
trong vòng 8 năm mà anh chị mới đi có 7,5 vạn thì ít, mà theo như mình tìm hiểu thì chỉ đi loanh quanh ở trong đô thị thôi, thi thoảng mới về quê, thi thoảng mới đi đường dài. Thì với mức tiêu hao nhiên liệu là 7,7 lít cho 100 cây trong đường đô thị ấy, thì đây là một mức tiêu hao nhiên liệu khá là tiết kiệm ấy. Tiết kiệm ấy, vì là như chiếc xe mình đang sử dụng thì nó rơi vào khoảng 9 lít cho đường hỗn hợp. Nó thì đô thị thì chắc phải hơn chục lít. Thì nếu mà so với cái mức tiêu hao 7,7 lít thì là tiết kiệm rất là nhiều. Còn về cái vô lăng này đi, vô lăng này đến bây giờ cũng nhiều chiếc xe Nhật hay thậm chí cả như là chiếc xe Trung Quốc mình đang sử dụng đi, nó cũng chưa chắc đã được như thế này. Tất nhiên là 8 năm thì mình phải đánh sử dụng so sánh với cái mức sử dụng 8 năm nhé, chứ không thể so xe sánh xe mới và xe cũ được. Thì đây đơn giản như là mình lái thì ở vận tốc thấp, cái vô lăng này cho mình được cái cảm giác lái thích hơn chiếc vô lăng mình xe mình đang sử dụng. Ở vận tốc thấp thì khá rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn, kể cả chị em phụ nữ đi cũng còn đánh lái thoải mái. Khi mà lùi rồi vào những cung đường hẹp mà phải bẻ lái nhiều ấy thì nó cực kỳ nhẹ luôn. Nhưng nếu mà khi mà bạn đi lên đến vận tốc trên 30-40 cây trở lên thì cái vô lăng này nó siết, và khi mình đi cao tốc ở 100 cây một giờ ấy thì nó siết cực kỳ chắc, cảm giác cầm lái rất là tự tin. Rồi đây, đến bây giờ nhiều xe cũng không được trang bị cái lẫy vô lăng này đâu. Đó, đấy, bạn chỉ cần chạm vào thôi nhé, chạm vào nó sẽ tự động chuyển về số tay, chứ không cần phải chuyển ở dưới này rồi mới gẩy. Đây, như bây giờ nó đang là số tay đây. Đó, thì bạn chỉ cần ấy, thì cái lẫy vô lăng này sẽ thích hợp với những bạn nào thích cái cảm giác mà lái thể thao, lái phấn khích, hoặc là thích hợp cho những khi mà đi đường đèo, đi xuống dốc mình cần sử dụng số tay để hãm phanh. Đó thì đấy, cái này nó khi mà xuống đèo ấy thì hai tay mình giữ vô lăng rồi mình chỉnh bằng cái này sẽ dễ hơn nhiều là một tay vừa đánh lái vô lăng vừa một tay vừa chỉnh số ở dưới cần số này. Đó cũng là một chiếc ưu điểm của chiếc xe. Rồi về ngồi đi, cái không gian ngồi trong xe thì mình hay đi xe crossover và SUV, nó cao, nó to, nó rộng, nó bề thế. Ngồi mình cứ nghĩ là khi trèo lên một chiếc sedan thì cảm giác nó sẽ không được thoải mái, nhưng mà khi trèo vào chiếc xe này ấy, thì phải nhận xét chính xác với anh em là rất rộng. Chỗ để chân hay là người ngồi bên cạnh hay là ngồi phía sau đều rất chi là thoải mái, rộng lắm, cảm giác rộng rãi. Mà xe Hàn đã thế này thì bảo sao nhiều người thích đi xe Nhật, bởi vì trèo lên xe nó rộng. Đó, đấy là một trong những cái mình nghĩ quyết định của nhiều người là mua xe Nhật ở chỗ đấy, đấy, không gian rộng rãi, ngồi thoải mái là thích. Đó, tiếp theo đến cái tầm nhìn của chiếc xe thì đây em mọi người có thể thấy thì tất nhiên cái một chiếc xe sedan ấy thì cái kính rồi cái mũi xe bao giờ nó cũng hơi chúc xuống, thì khiến cho bạn cái tầm nhìn nó sẽ bị hạn hẹp đi khá nhiều. Nhưng chiếc xe này lại khá là hay, cột A nó có cái tấm kính, có một cái khoảng trống ở đây. Đó, cái này không phải để cho có đâu nhá, mà khi mình lái mình lái thực tế, mình lái trải nghiệm thì nó giúp mình quan sát lên khá là nhiều. Đơn cử như chiếc xe của mình đang sử dụng là một chiếc SUV cao mà có cái cột A thì nó cũng chỉ to như cái cột A này thôi, nhưng cái gương to xong nó lắp trực tiếp lên cột A nó khuất đi rất nhiều. Như những clip trước mình có nói ấy, thì đấy là một trong những điểm mù của xe mình khá là lớn. Thì xe này nó có cái tấm kính ở đây, nó hạn chế đi khá là nhiều. 8 năm trước anh chị chủ xe tâm sự khi quyết định mua xe cũng vấp phải như mình bây giờ ấy, là mình khi quyết định mua xe Trung Quốc ấy thì cũng vấp phải là sự so sánh là đi xe Hàn nó nhanh tã, rồi đi một thời gian nó hỏng, nhiều option để làm gì, option để hỏng để vứt đi. 8 năm trước đã có Cruise Control,
ta có tính năng cruise control, mà đến bây giờ là năm 2020 nhiều chiếc xe cũng không được trang bị, hoặc thậm chí là bị cắt đi, hoặc là có thì bạn phải bỏ ra thêm một số tiền lớn hơn thì mới được trang bị thêm những cái tính năng này, mà 8 năm trước xe đã có rồi. Điều hòa hai vùng độc lập đó, ngồi rất chi là thoải mái. Nó đấy là đánh giá của mình về chiếc Kia K3 sau 8 năm sử dụng. Để mà lựa chọn, mình không phải là người đánh giá xe hay chia sẻ xe nào, mình chỉ là người giới thiệu đến anh em thôi, để cho mình lựa chọn. Với mức giá bây giờ, xe cũ 8 năm tuổi thì mình nghĩ nó, mình cũng không chính xác được giá lắm, nhưng nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng 400 triệu tùy chất lượng xe. Thì nếu mà là mình sẽ chọn chiếc xe này, mình chọn mua chiếc xe này, chứ mình không chọn mua các xe phân khúc hạng A hay là như nhiều mẫu xe đó. Về trải nghiệm của xe hạng A và hạng C nó khác nhau nhiều lắm, kể cả tất cả mọi thứ. Mà xe hạng A để được có những cái option như bây giờ ấy, thì chắc là không có đâu. Đó. Đấy, clip mình chỉ làm đến đây thôi. Thì có gì anh em nếu cảm thấy clip của mình có nhiều thiếu sót hay là không hay ở chỗ nào, đúng chỗ nào, sai chỗ nào thì có thể comment đóng góp ý kiến với mình nha. Vì là mình mới xác định đi vào con đường review xe, trải nghiệm xe thì so với nhiều anh em thì chắc là không được nhiều bằng. Nhưng cũng muốn có một chút ít đam mê chia sẻ đến anh em. Thì có gì anh em mình đóng góp ý kiến với mình ở dưới phần comment nhé. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân thêm. Thế nhé, xin chào anh em.